lại. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà bạn sở hữu những chiếc camera quay được 360 độ, ví dụ như ở đây Insta360X3, và bạn đang lo lắng rằng mình sẽ không biết phải dùng nó như thế nào, quay nó ra làm sao và cũng chưa hiểu được cách vận hành của nó, thì đừng lo, video này chúng mình sẽ giúp bạn làm quen và biết cách sử dụng nó ngay lập tức. Bắt đầu thôi nào. Trước khi sử dụng, hãy lắp thẻ nhớ vào bằng cách tháo khay pin này, nhét thẻ vào khe thẻ. Sau đó các bạn hãy đặt lại pin theo hướng mũi tên chỉ vào lens và nhấn để chốt lại. Hãy đảm bảo rằng pin đã lắp khớp lại vào thân máy và không lộ phần đánh dấu màu vàng nhé. X3 có thể sử dụng độc lập, tuy nhiên thì trong một vài trường hợp nếu như chúng ta có nhu cầu chỉnh sửa video nhanh chóng này, thì kết nối với X3 với điện thoại là một việc làm vô cùng cần thiết. Các bạn hãy tải ứng dụng Insta360, mở Wi-Fi và Bluetooth trên điện thoại, sau đó nhấn mở ứng dụng Insta360 để kết nối nhé. Các bạn hãy bấm vào màn hình camera ở dưới. Lúc này màn hình kết nối thiết bị sẽ hiện ra. Các bạn hãy chọn kết nối với X3 với điện thoại theo hướng dẫn trên màn hình nhé. Để có thể sạc cho thiết bị thì các bạn có thể sử dụng cái cổng Type-C bằng cách mở nắp ở đây và cắm dây sạc đi kèm trong bộ phụ kiện là được. Insta360X3 có 4 micro ở mặt trước, mặt sau, bên trái và bên phải. Và chúng ta sẽ có 3 chế độ thu tiếng mà bạn có thể tùy chọn: Stereo, Wind Reduction và 360 Direction Focus. Loa của nó sẽ được đặt ở bên phải của thiết bị. X3 của chúng ta sẽ có 4 nút vật lý bao gồm nút nguồn, nút bấm nhanh, nút quay chụp và nút chọn lens. Các bạn có thể ấn nút nguồn để mở X3. Giao diện chính lúc này hiện ra và chúng ta sẽ có trạng thái thẻ nhớ ở bên trái này, trạng thái pin ở bên phải, chế độ và thông số quay chụp ở góc trái, nút chuyển đổi hướng lens ở bên phải. Nhấn nút quay chụp để có thể bắt đầu và dừng quay chụp. Nhấn giữ ở màn hình và di chuyển góc nhìn để có thể xem trước góc 360 độ nếu như bạn đang ở chế độ quay phim 360. Để thay đổi các chế độ quay chụp, các bạn có thể bấm icon ở góc trái màn hình. Và ở đây thì có rất nhiều chế độ mà chúng ta lựa chọn tùy vào cái mục đích sử dụng của mọi người. Bấm chọn Single Lens để chuyển sang chế độ Camera đơn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một vài tùy chọn cho camera đơn tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Để điều chỉnh thông số quay chụp, hãy bấm vào thông tin hiển thị ở dưới màn hình. Ở đây thì bạn có thể chọn độ phân giải và frame rate phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bạn hãy vuốt từ phải sang trái để hiển thị giao diện điều chỉnh thông số hình ảnh, ví dụ như là cân bằng trắng, ISO các thứ vân vân. Vuốt từ bên trái sang bên phải để truy cập vào thư viện và xem lại những file mà bạn đã ghi lại. Vuốt từ trên xuống dưới để truy cập vào màn hình shortcut. Ở đây bạn có thể tùy chọn điều chỉnh âm thanh thông báo này để tín hiệu được khiển bằng giọng nói, chế độ chụp nhanh, độ sáng màn hình, chế độ sử dụng bảo vệ lens hoặc là chế độ sử dụng case chống nước. Ô cột bên phải bạn sẽ có các tùy chọn như là điều khiển giọng nói này, kết nối AirPods này, điều khiển Bluetooth và cài đặt. Bạn có thể bấm chọn setting để cài đặt cho X3 những thông số, ví dụ như là chế độ USB hay là bật tắt voice control vân vân. Sau khi kết nối với ứng dụng thì các bạn hãy nhấn hình máy ảnh để truy cập màn hình xem trước. Kéo sang ngang để có thể tùy chọn chế độ quay chụp. Và ở chân chính thì các bạn có thể nhấn vào album để xem lại các file đã quay chụp. Bạn cũng có thể bấm chọn các file đã quay chụp như thế này và chỉnh sửa nó trực tiếp trên điện thoại. Để xem hướng dẫn cách chỉnh sửa video 360 độ trên điện thoại một cách chi tiết nhất thì các bạn hãy bấm xem cái video mà chúng mình đã up trước đó rồi. Mình sẽ để link ở phần bên dưới phần mô tả nhé. Và ở giao diện trang chủ thì chúng ta hãy bấm sang cái thẻ Tutorials. Và ở đây thì bạn sẽ xem được rất là nhiều mẫu những cái hướng dẫn có sẵn được Insta360 gợi ý để chúng ta có thể quay được những cái thước phim độc lạ. Ok, và Insta360X3 nó rất dễ sử dụng và thú vị đúng không nào? Chúc bạn có được những cái thước phim đẹp và thú vị với thiết bị này sau khi xem video hướng dẫn này nhé. Và như mọi người thấy đấy thì cách để chúng ta quay được một video toàn cảnh 360 độ rất đơn giản đúng không nào? Và nếu như bạn có thắc mắc này hay là muốn xem thêm những cái tip trick độc đáo với những cái chiếc camera hành động 360 độ đến từ thương hiệu Insta360 thì đừng quên nhấn like, subscribe và follow chúng mình, cũng như là để lại comment về nội dung mà bạn muốn xem tiếp ở bên dưới nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.